Đó, rụng hết lá luôn các bạn ạ. Quá mạnh luôn. Đó. Rất là mạnh luôn. Ngày hôm nay mình tiếp tục review cho mọi người xem và tham khảo một cái sản phẩm về máy massage cầm tay mọi người nhá. Thì cái này vẫn là cái thương hiệu Kingtech, bởi vì mình thấy cái thương hiệu này nó cũng khá là ok trong tầm tiền. Cho nên là mình đã sở hữu thêm một cái chiếc máy massage cầm tay này nữa. Đó, kiểu dáng của nó thì nó sẽ như thế này. Và cái model của nó là KT-1768 mọi người nhá. Đó, với cái loại này thì nó sẽ sử dụng bằng pin luôn, sử dụng pin. Ở đây thì nó có báo một số những cái chức năng, ví dụ như là có 10 cường độ, tức là mạnh yếu này, và 12 chế độ massage. Đó. Ở đây thì nó sẽ có thêm bao gồm các cái đầu, ví dụ đầu massage tròn này, đơn điểm này, gai này, bấm huyệt này, rồi là điểm chữ U, các thứ này ở đây. Đó, thì cái này thì mình cũng đã bỏ ra mình trải nghiệm rồi, thì trong đó thì mình có thích nhất là hai cái đầu massage mình thích, đó là chính cái đầu gai này này và cái đầu tư tính này là mình cảm thấy rất là thích. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bóc cái này ra cho mọi người xem nhá. Đó, đây là bao bì này. Và đây chính là cái sản phẩm chính này. Với cái sản phẩm chính này thì nó sẽ sử dụng pin mọi người nhá. Sử dụng pin. Đây, máy thì cầm rất là nặng, với tổng trọng lượng của máy này nó nặng tới 800g mọi người nhá, và bao gồm nó có pin luôn bên trong. Thương hiệu thì vẫn là thương hiệu Kingtech. Nói chung nhìn bên ngoài thì khá là chắc chắn luôn, với cái giá tiền nó rất là phù hợp luôn. Và mình cũng sẽ để cái link sản phẩm này ở dưới phần mô tả cho mọi người có thể tham khảo nhá. Ở đây thì nó sẽ có bao gồm tặng thêm một cái cục sạc này đi theo máy nhá. Đây là cục sạc. Đó. Sạc này là sạc 9V 1A đi theo máy để sạc cho máy này. Đây này. Đây chân sạc này ở phía sau này. Ngoài ra thì nó sẽ có bao gồm các cái chân đây. Đó. Các cái này. Đây là các cái đầu chúng ta cần massage. Tùy theo cái điểm cần massage chúng ta sẽ lắp theo các cái này. Và mình rất thích là cái đầu này này và cái đầu này, là mình rất thích. Nó cái dạng này thì nó sẽ hơi mềm mềm này các bạn này. Đó. Còn cái này thì nó sẽ có nhiều đầu này. Đây, và nó cũng có cái dạng hơi mềm mềm nha mọi người nhá. Cái này thì nó sẽ là gần như là bằng nhựa này. Tùy theo cái chỗ nào, tùy cái vị trí chúng ta sẽ sử dụng nhá. Còn cái này là nó gai gai và ôm này, thì cái này sẽ massage bắp tay bắp chân là rất là phù hợp này mọi người nhá. Đó. Với cái cách thay thế thì chúng ta chỉ việc xoáy này theo ngược kim đồng hồ là chúng ta có thể thay được cái đầu này rồi. Bây giờ mình sẽ lắp cái đầu gai này vào nhé. Đó. Và đi theo cái sản phẩm này thì hãng vẫn rất là chu đáo khi mà có thêm những cái ví dụ như là kích hoạt bảo hành điện tử này, quét mã QR này. Đó. Và đây chính là cái thẻ bảo hành. Nó thẻ bảo hành điện tử, nhưng mà ở đây nó vẫn có thêm một cái thẻ giấy nữa như này để hướng dẫn chúng ta cách để mà kích hoạt bảo hành này. Đây các bạn nhìn thấy này. Và bao gồm đầy đủ hết các thông tin ở đây. Đó. Ngoài ra thì sẽ có cái sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn đây. Về các cái chức năng rồi là cách sử dụng các cái đầu này có chức năng gì nhá mọi người nhá. Đó. Và ngoài cái phần bao bì này thì nó sẽ có một số những cái chức năng để chúng ta có thể tham khảo, bao gồm là massage bụng này, đùi này, cánh tay này, vai, lưng, mông và bắp chân. Đó, thì ngoài ra chúng ta có thể còn sáng tạo nhiều những cái điểm khác nữa, tùy theo thích chỗ nào chúng ta massage chỗ đấy, bởi vì cái này nó rất là linh hoạt khi mà sử dụng bằng pin. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bật cái nút này lên nha. Đây là nút nguồn này. Đó, rung này. Đó, các bạn thấy rằng nhảy rất là mạnh luôn. Cực kỳ mạnh luôn các bạn nhá. Đó, cho vào tay thì các bạn thấy rung rất mạnh luôn này. Và cái này đây là đang ở mức độ nhẹ đấy nhá. Còn mức độ mạnh thì chúng ta sẽ ấn cái này sẽ là cái mức độ mạnh yếu này. Còn cái chế độ này chính là các chế độ này. Ví dụ mình thử này. Đây là mạnh nhá. Đó. Các chế độ mạnh yếu này. Đó. Còn cái này là chức năng này. Ví dụ như là nó có thể theo kiểu giật giật như này. Về thiết kế và cấu tạo bên ngoài thì mình thấy rằng nó cầm nó cũng khá là chắc chắn đấy các bạn. Nó nặng tới, cái máy này nó nặng tới là 800g theo như là hãng đề ra. Cả bao bì thì nó nặng là 1kg. Đây là tổng thể đây. Các bạn thì nhìn thấy rằng nó cũng khá là chắc chắn luôn. Đó. Cũng tương đối đẹp và trông rất là hiện đại. Đây là các chi tiết đi theo máy này các bạn này. Đây là cái đầu mà nó tập trung một điểm nhá. Khi mà tập trung một điểm như này thì nó sẽ rất là mạnh. Tất cả các lực của cái máy này sẽ di chuyển, nó chỉ là truyền lực vào đúng cái điểm nhỏ này thôi, cho nên nó sẽ rất là mạnh mọi người nhá.
Thứ hai là các cái điểm này giống như là kiểu nó có mấy điểm này, để nó cũng tập trung các điểm nhưng mà nó sẽ có bao gồm là 5 điểm. Đó. Đây là cái tròn này thì chúng ta có thể xoay được linh hoạt theo các hướng, tùy theo cái nào chúng ta lắp vào chúng ta cảm thấy thích, bởi vì cái này độ thích thì mỗi người nó khác nhau, cho nên là chúng ta sẽ thấy thích cái nào chúng ta sử dụng cái đó. Còn cá nhân mình thì mình thấy rằng có hai cái mình rất thích, đó chính là cái mà nó có cái đầu mềm này, nó rất là hay, nó đúng cái nghĩa là massage, đúng nghĩa massage. Còn cái thứ hai nữa là cái này thì nó cũng dạng như vậy, nó nhọn nhọn này và chia ra thành 5 điểm khác nhau như này, thì mình cũng rất thích hai cái đầu này đó. Còn ai mà chúng ta thích với cái đầu nào chúng ta có thể tự lắp vào và cảm nhận nhá. Bây giờ mình sẽ thử cái sức mạnh của cái máy này vào hẳn cái bình của cái cây nước nhá. Bình này rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ bật lên này. Khi mà bật lên thì nó ở cái chế độ là yếu nhất nhá mọi người nhá. Đó. Rất là mạnh luôn. Bây giờ mình sẽ thử tăng cái công suất của nó lên. Quá là mạnh luôn các bạn. Ngoài ra thì nó sẽ có các cái chế độ này, mình sẽ thử chuyển chế độ nhá. Đó. Đây là các chế độ này. Các bạn thấy rằng cái độ mạnh nó kinh khủng chưa? Và nó sẽ có rất là nhiều chế độ, hình như là 12 chế độ mọi người nhá. Đó. Đó, dùng hết lá luôn các bạn ạ. Quá mạnh luôn. Đó. Này. Và nó sẽ tăng cái cường độ lên khi nào chúng ta cảm thấy vừa thì thôi. Đó. Và nó sẽ có nhiều đầu mọi người nhé. Nhiều đầu tùy theo chúng ta thích cái loại đầu nào chúng ta thể sử dụng nhé. Hay là đùi cũng được. Nói chung là chúng ta thích đâu cũng được. Bao gồm ngoài cái bao bì thì có một số những cái để chúng ta có thể tham khảo. Còn đây chúng ta có thể sử dụng chỗ nào cũng được. Bây giờ thì mình sẽ thử tháo tung cái này ra xem bên trong của nó có chất lượng hay không mọi người nhá. Đây là mình sẽ tháo đầu này ra này. Nói chung là một cái sản phẩm này thì nó cũng rất là đơn giản thôi, bao gồm là pin, tích trữ điện, động cơ. Và sau khi tháo ra thì mình sẽ lật được như này. Và đây là cái cấu tạo bên trong đấy các bạn thấy này, bao gồm một cái hệ thống chiếu sáng này. Đó, đây là phần động cơ này. Đây là cái phần mạch điều khiển này. Và kèm theo là hai viên pin lithium 18650 nha. Cái này được bọc cao su để chống rung cũng khá là ok luôn. 7,4V 15W này. Sản xuất năm 2023 nha. Pin mới cứng luôn nha. Đó. Và đây là rắc sạc đây. Mạch điện này. Các bạn thấy rằng motor rất to luôn. Nó không giống với các cái motor mà những cái loại giá rẻ trên thị trường nha. Thì những cái motor nhỏ. Còn cái này thì các bạn thấy rằng motor của nó rất to. Mình thấy rằng trục của motor này lên đến trục 8 luôn các bạn ạ. Vòng bi. Sử dụng vòng bi Z803. Đó, sử dụng vòng bi. Như vậy rất là bền luôn. Trục, sử dụng trục 8 luôn này. Về cái phía mà để nó chuyển động từ chuyển động ngang sang chuyển động lên xuống dọc này, thì cái phần này cũng sử dụng vòng bi luôn. Vòng bi này cũng là Z803 các bạn ạ. Z803. Và đây là cái phần di chuyển này. Đó, nó thiết kế giống như một cái dạng piston ấy, nhưng mà đây không phải là piston, như nó dạng ra dạng chuyển đổi cái động cơ này kiểu lệch tâm. Đó, thì cái này sẽ lên xuống. Quan trọng nhất là cái phần động cơ này là nó sẽ có cái tác dụng lực mạnh lực yếu là nằm trên cái động cơ này. Đó, thì đây nó sử dụng motor rất là to luôn. Nói chung là cái này cũng khá là ok luôn nhá. Và những ai tham khảo thì chúng ta có thể tham khảo cái hãng này. Nếu chúng ta muốn mua những cái máy massage thì hãng này cũng khá là ok đấy các bạn. Giá tiền nó cũng vừa phải. Đó. Mình sẽ bật lên cho các bạn thấy này. Đó. Chạy rất là êm luôn. Đây. Đây là mức độ nhẹ nha. Còn mức độ mạnh thì nó sẽ chạy tít hơn nhiều. Đó. Khi mà mình cắm sạc vào thì trên cái này nó sẽ báo mọi người nhá. Nó sẽ có cái vạch hiển thị chúng ta biết là khi đã cắm sạc. Đó, có màn hình LED này. Các cái OLED này nó sẽ chạy này. Đây là vạch báo pin. Đó. Nhìn chung đây là một cái sản phẩm cho những ai chúng ta thích chăm sóc sức khỏe này. Khi mà chúng ta làm việc mệt mỏi này, muốn thư giãn này, hoặc là bị đau vai, đau thắt lưng, đau bắp chân, thì cái sản phẩm của hãng Kingtech này cũng rất là đáng mua mọi người nhé. Với giá thành khá là phải chăng. Và đặc biệt là nó cũng rất là chắc chắn luôn.
Đó, thì cái link sản phẩm mình cũng sẽ để ở cái phần mô tả video này cũng như là phần bình luận cho mọi người có thể click vào để tham khảo nhé. Rồi và bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.